Mình xin chào tất cả mọi người nhá. Rất vui được gặp lại mọi người trong video của hai anh em mình ngày hôm nay. Hôm nay lại tiếp tục đi câu lươn đồng mọi người ạ. Nhưng mà đặc biệt một tội là cái đồng này lươn nó to. Không như đồng tập trước mình câu. Có mỗi sẹo sẹo này thế này. Đấy, rất ít điểm. Hôm nay hai anh em mình thấy cũng mát rời đấy. Anh cũng đi rồi thì hy vọng hôm nay lại là một ngày thành công nữa của hai anh em nhà mình. Đây thì chú Đạt đây, thì hai anh em mình để xe đây cho nó mát mọi người ạ, trong rừng cao su. Đấy, rồi thì hôm nay mình sẽ xuất phát ra ngoài này câu, hy vọng được sự động viên của cả nhà rất nhiều, một like và một comment dành tình cảm cho hai anh em nhà mình. Bây giờ mình chuẩn bị xong đồ là mình xuất phát luôn cả nhà. Tháng nhỏ đấy, đục 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 đây này. Trên đây. Có biết là hang nhỏ nhỏ này lươn như nào? Để xem khởi động xem là đầu tiên được em như nào. Lên ăn rồi ngon. Ôi ăn ở gì, ôi bên này nó cận phần trên, cận trên này 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 chắc nhỏ rồi. Bồi ô ra đi. Nặng. Bộ ra nặng ghê ấy. Được rồi đấy. Ôi lươn cũng được nhá, bằng hàng nhá. Nhỏ nhỉ. Được ăn đầu tiên. Mới bước chân ra xuống lượng em rồi. Mình để xe trên kia. Được và hơi đục, nhìn rõ lắm. Lên ấy, thì hiện tượng này. Ui nó kiểu dài thế. Ừ.
ra rồi, ra rồi. Xem nào, xem nào. Ui con này to ghê ấy. Được chưa? Đông này là to đấy. Vàng ươm. Cái lươn như này là tuyệt vời. Hang đẹp thế cơ mà ha. Hai hang đuôi, bên này phải bên này. Cái đám này. Đây, mọi người nhìn cái hang này thì mọi người chắc chắn là không hiểu là tìm ra kiểu gì đúng không? Nhưng mà mình thì câu xong rồi mình, đó, mình chỉ cho cả nhà. Anh em nào thích muốn biết thì chỉ cho. Ui. Vừa mạnh quá. Để xa xa ra bị nằm ở cái vị trí rất là hóc hiểm. Đây, đi lên. Mình đi xong rồi. Bên này không to, còn được 100 gram. Đây nha. Đây là hàng đầu nha. Đây, mình lên rộng rộng ra này. Đấy. Thì ở đây mình không, nó không nhìn thấy đâu. Nhưng mà mình dùng tay mình cảm nhận theo cái hướng của nó đi. Hàng đuôi nó đây. Đuôi ở đây. Hàng đuôi ở đây. Đây, một bãi, một đục rồi. Đấy, mình cắn giữa cái hàng này và thằng này. Thì mình giữa ngã ba này. Đấy, điểm cao nhất của cái bơ này. Điểm cao nhất luôn. Đấy, thì nó nằm ở trên này. Sau này nước có ngập đi chăng nữa thì điểm này sẽ là ngập sau cùng. Nó có thể sau này nó làm tủ, nó để ở đây. Bên này ruộng, bên này ruộng này. Chưa? Rồi, bây giờ mình tiếp tục đi. Ai đó? À, xin chào. Ở đây rồi. Khá khá thôi, không nhiều. Chắc được ký. Nhân tiện. Nhiều không? Thôi ăn ta. Hả? Hơn ký. Một ký ạ. Đây anh tầm đấy. Nhiều hả? Hả? Đạt đâu nữa nè? Đạt đấy. Lươn này đường lặng nè. Còn một lớn không? Không, lươn đồng này thì từng này phải hơn tí á. Cái này. Nhiều thế này. Đây chắc hơn ký. Ông nhiều không? Chắc hơn ký. Lớn nhỏ mà. Thế con nó to không? Đừng làng làng rưỡi đó. À. Bỏ quá. Ok. Mấy bữa hôm nay đi liên tục à? Đi không? Không đi nhá. Phanh phanh ra xem. Ôi nhiều thế, phải 2 ký rồi đấy. Hả? Có con to đấy chứ. 2 ký đấy. Phanh. À không, không được. Được. Ký rưỡi. Cái bảy. Ký rưỡi, cái bảy.
đấy. Ok cả nhà ơi. Lên rồi. Lên rồi. Ui lên mạnh. Nhà kiểu vào trong nó là nhà. Ui thịt chung luôn. Thì nó không được, thì nó không tốt. Ừ, tụt. Ôi tụt khô luôn. Lên đi. Lên mạnh rồi. Ui nặng thế. Ui, con này to à. Nặng quá mọi người ơi. Ôi giật khỏe thật. Ừ. Đẹp quá, lên đồng mà to quá. Đồng to kia. Đồng này quá tuyệt vời. To đấy. Con đuôi nó bên này này. Làm tủ đấy được xung quanh đây này. Hàng đâu của nó thì nằm bên này. Hàng này nhỏ nhỏ nhưng lớn to đấy. To, nhỏ 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 mà to. À, cái hang nhỏ nhỏ chứ. Lớn đẹp chưa?
khả năng phải xuống mương, có mấy con to to để quay cho cả nhà xem. Ok, không to lắm nhỉ. Này thôi. Lãng lãng vậy. Giờ chưa đi tôi giúp xem được con nào to không. Cả nhà nhá. Cậu lên đồng thì tầm này. Ok. Hàng nằm trong hốc kìa mọi người. Trong hốc kìa. Nhưng theo kinh nghiệm mình mới nhìn thấy những hang như này. Hy vọng những hang như này nó lớn mới to. Lên đấy, lên, lên mạnh. Đấy, hàng này thì hy vọng là lên to này. Ui, còn lần rưỡi. Không to lắm nhỉ. Mình rất là hy vọng là hàng đấy mà không to. Cứ được rồi. Đấy, ok rồi. Mình khoái nhất là tìm những cái hang mờ mờ ảo ảo kiểu đấy. Thỉnh thoảng hay có gặp lươn to. Chứ còn mà hang mà mình nhìn thấy sẵn rồi ấy, thì mình xác định được là lươn bao nhiêu trăm gram liền. Trong đấy mờ mờ ảo ảo vậy. Đây bây giờ mình mới về đấy cả nhà này. Câu cả ngày hôm nay rồi. Thì nói chung cũng muộn rồi. Thì anh em tôi xin phép là cân để xem kết quả hôm nay được như thế nào. Đây quả đây, quả nhỉ. Bây giờ đủ. Nhưng lên đồng thì nó cũng thế thôi. Hôm nay cứ tưởng là nó to hơn, nói chung được phải con khá to. To hơn hôm tập trước. Nhiều thế rồi. Nhìn đẹp. Đây, tuyệt vời chưa cả nhà. Đấy, lươn này quá sướng. Nói chung là chắc chắn là mình nghĩ là nó sẽ không bằng ngày hôm tập trước đâu. Thì hôm nay mình câu là mình biết. 3 cân. Một lại. 3 cân tròn này. Thua 1 cân tư tập trước. Ok, đúng 3 ký. Đây, thì chắc cùng gần này thôi. Thì nói chung thì lươn gì đều vậy, không to hẳn đâu. Chúng hôm nay cũng gặp anh em đồng nghiệp đi câu, nhưng mà mình lại không muốn quay hết, kiểu anh em không fit, mình cũng không quay, mình cũng không giới thiệu
Đấy, giờ ok. Ừ, tuyệt vời đấy chứ. Đem được mấy con ngon ngon. 3 kg tròn cả nhà ạ. 3 kg là có cũng có tí gói là rồi. Thôi được không? Đặt cất đi để về gọi. Cũng muộn rồi cả nhà. Để xe bên kia ở đây. Thôi mình cũng cảm ơn cả nhà rất nhiều nhá. Rồi khả năng tập sau mình đi câu ít con lươn khủng kéo cho sướng. Ok cả nhà. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Ôi, mưa này đẹp đấy thế đấy.